Rồi, Lam miền Tây mến chào tất cả cô chú anh chị em. Lam chào tất cả các bạn nha. Chiều nay Lam đi Bảy Cúc mọi người ơi. Hôm nay lâu quá rồi Lam mắc công chuyện á, Lam không có đi Bảy Cúc được, không có up clip lên. Hôm nay cũng nửa tháng này à, Lam không có đi Bảy á mọi người. Thì hôm nay Lam rảnh này, Lam đi Bảy Cúc trở lại. Thì Lam cũng tới điểm Bảy nè mọi người. Lam mời tất cả cô chú anh chị em đi theo Lam, cùng Lam đi trải nghiệm Bảy Cúc gần xem vui nha mọi người. Lam cũng tới điểm rồi nè. Một lúc này ở trong này người ta trồng bắp, ta trồng bắp ngon quá, lâu dữ lắm rồi Lam không có ghé lại cái điểm này á, lâu rồi trở lại thấy cái điểm này quá trời im luôn, không biết như thế nào đây nữa. Thấy cái bộ có lý á mọi người, thấy cái điểm này là bá cháy luôn á, quá trời cái điểm này nó ngon quá ngon à. Bây giờ thôi đi vô trong cái này đi, đi sâu sâu vô chút xíu đi. Trời trời lúc này á nó mau tối quá trời luôn mọi người. Lúc này 5 giờ, trời 5 giờ mà mặt trời nó sắp lặn luôn rồi nè. Để vậy Lam tranh thủ Lam đi bảy một mẻ. Giờ bảy chắc được có một mẻ một à, Lam mới vừa đi làm về luôn nè. Mình đi vô trong này đi. Cái chỗ này thì cũng im dữ lắm nè, để bữa nào mình đi sớm sớm á, mình ghé ngoài này mình bảy. Giờ mình vô đây cho nó chắc ăn hơn. Bình thường Lam bảy ở trong này á, nó hiệu quả hơn. Trong này nó có cúc. Lúc này trong này người ta trồng bắp, bắp im quá, quá đã luôn. Hôm nay quýnh mẻ một chắc tối luôn rồi, hy vọng là sẽ có cúc nha mọi người. Lúc này gió chướng lên á, làm như mấy con cúc nó nhát quá à. Còn có ba cái cung này. Đây cái lực phu thêm mọi người ơi.
mình đón xa xa vậy đó cho nó chắc cú mọi người ơi. Còn một cây cung nữa không biết để đâu nữa. Còn một cây cung. Nó gần gần lên đó. Rồi, ngon lành. Giờ cả la mò mở lo làm đi lình làm nấp luôn. Thank you.
con. Hai con mà dính được có một con rồi mọi người ơi. Nó còn con lại lúc ở đằng đó. Cái Lâm tính Lâm lại đằng kia Lâm đuổi nó lại mà nó chạy đâu mất tiêu luôn à. Dính được con nè. Dính được cái con ở trong cái cây cung này. Là nó dính cung hả ta? Ồ nó dính cung rồi nó qua, nó nhảy qua đây nó dính cái này luôn. Dính cái lụp luôn. Mày chống không à mọi người. Lúc này mấy con này nó nhát dữ lắm. Tháng này sao nó nhát lắm, nó đá gì chứ. Chỉ con trần thân luôn á. Vậy là con này nó dính cây cung. Nó dính cây cung này. Trời mau tối quá. Mới cái gạt ở đây. Tối nữa thấy không. Rồi. Ngon lành. À, lâu lâu đi bẫy lại có thành quả là im rồi mọi người. Tối luôn rồi. Rồi chắc Lam cũng xin phép kết clip luôn nha mọi người. Trời tối giờ không có bẫy được nữa, bẫy cũng có thấy đường gì hết trơn á. Lam cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã xem video ủng hộ Lam. Lam xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị em vào clip bẫy cút tiếp của Lam nha. Rồi xin chào mọi người.